Tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng tủ sấy 101-1AB. Đầu tiên là mình kết nối nguồn điện. Đây là có hai công tắc nguồn. Đây là công tắc quạt gió, tắt quạt gió, bật quạt gió. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiệt độ và thời gian. Bấm set SP là cài đặt nhiệt độ, tăng giảm nhiệt độ, cài đặt 42 độ, 43 độ, ok. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cài đặt thời gian, giữ nguyên phím lên này khoảng 3 giây. Giờ nó hiển thị số 10.0, nhấn một lần nữa, bấm tăng giảm để cài đặt thời gian. Đây tôi đang cài là 3 phút, nên là 5 phút, nhấn phím set, ok.